Dạ, hôm nay em có đơn đi bộ hơi Rim Thái nha các bạn. Bộ hơi Rim Thái là GN5 nè. Đây là hàng nhập khẩu của công ty Espira Extra Indonesia, là cung cấp phụ tùng cho chính hãng Honda bên nước Indonesia nha cô chú anh chị. Nguyên đai nguyên kiện là trước khi đi em cũng gọc ra, em kiểm tra sơ, nhiều khi có thiếu sót gì không có cô chú anh chị. Sẵn rồi mình cho cô chú anh chị xem luôn. Mình mua gì mình gáp thôi nha cô chú anh chị. Nó chuẩn lắm. Mình thấy mọi thứ đều chuẩn. Đó, mình chỉ gọc ra cho cô chú anh chị xem như thế này thôi nè. Rất là đẹp. Thì bên trong này cái lồng này, lồng sắt. Bây giờ là lồng sắt nha cô chú anh chị. Kiểm tra coi có thiếu sót gì không. Lồng sắt. Rất đẹp nha cô chú anh chị. Thì mình cam kết bán chính hãng của công ty Extra bên Indonesia, thì nói chung là chất lượng mình sẽ hơn hẳn những cái hàng Trung Quốc là cái chất là những cái chính gì. Mình an tâm với mình bán ở 930.000 ha. Không có mắc nha cô chú gì, mình bán không có quá đáng nên cô chú anh chị an tâm cái phần mà ví dụ như chất lượng. Đó. Rồi đây là cái piston bạc nha cô chú gì nè. Tông bạc. Mình là gọc siêu trực tiếp mình kiểm vậy nè. Rồi mình sẵn mình cho cô chú anh chị xem bên trong luôn. Chứ mình không có cắt cái siêu một mũ nha cô chú anh chị. Thì trong đây á có một cái trái piston nè, và màu bạc nè, màu bạc rất là xịn nè. Và cái ắc nè, rồi cái phe cài. Cái phe cài mình không biết sao chứ cái phe cài cái hình này nè. Nếu ai là thợ nhìn cái phe cài cái hình này nè là biết đồ xịn rồi. Đó. Từng chi tiết luôn, rất là sắc nét. Nói chung mà cầm trên tay không có chê vào đâu được đâu, cô chú anh chị. Mình kiểm là vậy đó, rồi mình sẽ đóng lại rồi mình giao thôi. Trước khi đi mình kiểm lại vậy các bạn. Có thời gian thì mình kiểm lại hết. Thì hôm nay công việc của mình á, mình làm có một mình thôi nha cô chú anh chị. Nay vợ mình á, vợ mình bệnh rồi nên mình nhiều khi mình làm công việc mình có một mình nè, nhiều khi nó chậm lắm cô chú anh chị. Ngày mình xin cảm ơn các cô chú anh chị. Đây là bộ hơi Rim Thái. Thì tất cả tại sao mình làm vậy cô chú chị, mấy cái mình không có thuê người nên giá thành nó mới rẻ được, còn thuê người cô chú chị thì mấy người mà đóng hàng vô nữa thì phải đẩy giá thành lên cao nữa. Mỗi người nó trả cái đó là phải chi phí nó đội lên rất là cao cô chú chị. Mình sẽ đi thêm một lớp nữa là xong. Mình sợ ví dụ như á mình đi giày là xong cô chú anh chị, mà mình sợ nhiều khi cô chú mà có việc cái cô chú không nhận hàng á, hàng nó quay đầu về là nó nát bét luôn, mình bán không được nên mình đi thêm một lớp nha cô chú anh chị. Nhiều khi mình kỹ vậy đó, mình đi thêm một lớp nữa. Thì mình bán là dưới cái tâm của mình quan, thì cô chú anh chị đặt hàng rồi gán cố gắng nhận giùm mình. Thì hôm nay có anh đặt bộ Rim Thái nè, mình gửi bộ Rim Thái về Bến Tre, là thành phố Bến Tre gần nơi nhà của vợ mình luôn, nhà ở Phú Khương gì đó, là gần vợ mình đó. Mình như vậy nha cô chú anh chị, mình đóng lại một cái nữa, nói chung như là chắc cú nè, cú đó cô chú. Cái này là mình sợ thôi đó, cái thùng kia là đóng đi được rồi. Nhiều khi á cô chú không nhận hàng mà đi quay đầu gì á là nó nát luôn, mình bán không có được. Đây là bộ hơi của Rim Thái của chú chị, 930.000. Thì phí vận chuyển của chú anh chị tự trả thì những nơi xa lắm là cao lắm là 40-50 ha. Còn những như Bến Tre rồi mình thấy tầm khoảng 30.000 gì đó. Mình chắc cú nha cô chú anh chị. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều.